Kế toán quản trị có vai trò quan trọng cung cấp các thông tin cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh gắn liền với tương lai của tổ chức và là nền tảng cho việc quản trị doanh nghiệp theo hệ thống để phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán quản trị, phân biệt được rõ ràng công tác quản trị, phân tích được các bài toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp, nắm bắt phản ánh đúng chi phí và hạn chế các phát sinh. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học, hướng dẫn các nội dung liên quan đến các vấn đề chung của kế toán quản trị, phân biệt được kế toán quản trị với kế toán tài chính, các vấn đề cơ bản đối với kế toán quản trị và kế toán tài chính, nắm vững được các kiến thức ý nghĩa về mối quan hệ chặt chẽ giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính, hiểu được tầm quan trọng của các yếu tố trong sản xuất kinh doanh và các công tác quản trị tại doanh nghiệp, tối ưu các chi phí và giá trị tạo ra lợi nhuận đối với chi phí và giá thành sản phẩm, áp dụng được các phương pháp tối ưu tạo ra lợi nhuận hiệu quả và phân tích được các mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận, dự toán được sản xuất kinh doanh và phân tích các chi phí, giúp đưa ra các quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận như dựa vào chọn sản phẩm và sản lượng sản xuất, giá bán, định mức chi phí, biết được từng thành phẩm chi phí, tính toán và tổng hợp được các chi phí sản xuất, giá thành cho từng loại sản phẩm, từng loại công trình dịch vụ, phân tích báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp, bao gồm đọc hiểu các báo cáo tài chính, trong đó có bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính, phân tích các khả năng thanh toán, phân tích đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán và phân tích các dòng tiền của doanh nghiệp. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán quản trị thực tế tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Ở khóa học này, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học lớp online và một giáo viên kèm một học viên và được học trên chính chứng từ thực tế của trung tâm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán quản trị thực tế bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.